này, chào các bạn nha. Hello, đam mê câu cá xin chào tất cả các bạn nha. Xin chào nha. Ngày hôm nay mình với lại fan hâm mộ mình sẽ đi test cái bài mồi khoai lang ủ chua ở tại cái hồ Núi Le này. Đó, ở đây là mình đi với là hai fan của mình. Đây là bạn Tý. Đó, bạn Tý sẽ có đôi lời và để nói với lại tất cả các bạn nha. Ngày hôm nay mình không biết nói gì hơn thì xin chào các bạn. Ngày hôm nay mình nói chung là chủ nhật là phải có cuộc hẹn, chủ nhật có cuộc hẹn là đi với lại Minh đến hồ Núi Le để nói chung là tham khảo bài mồi của Minh làm ra. Nói chung là bữa giờ đánh đạt lắm các bạn. Nói chung là video nào lên cũng có cá, có hàng, có bữa thì nhiều, bữa thì ít. Nói chung là tùy thôi, nhiều khi cá ăn cá không ăn thôi. Nhưng mà cá ăn, nếu mà cá đã ăn thì nó hơi bị nhiều các bạn. Đúng rồi. Thì nói chung là các bạn cũng có xem mấy video trước đó. Thì cá lên thì chắc các bạn cũng nghĩ là cá nó cũng có ăn đó. Tại vì cái hồ này nói chung ra cá nó nhiều các bạn, mà nó khôn lắm, nó ít ăn lắm. Nó ăn nhưng mà cũng phải có giờ có giấc, chứ không phải nó đụng là nó ăn đâu các bạn. Đúng rồi đó. Bạn biết sao không? Tại vì cái hồ này là một cái hồ tự nhiên. Và ở ngoài bờ đá kia rất nhiều người ta đi câu lục. Nên như vậy cá ở đây rất là nhát. Đó. Và cá ở đây là không phải là ngày nào mình đi đi câu, từng nào mình đi câu mình làm clip cho các bạn xem là cũng được nhiều cá và được nhiều những con cá nó to để mình quay cho các bạn xem đâu. Thì ngày nào mà hên hên thì có cá nó ăn thì nó mới dính thôi các bạn ơi. Thì mùa này nó cũng hơi lạnh nên mình đi câu ít khi lên được những loại cá khác. Nên hôm nay mình quyết định mình sẽ đi câu cá mè các bạn ạ. Đó, cá mè bằng một khoai lang ủ chua. Mình đơn giản là mình chỉ trộn cái khoai lang ủ chua mình đã đăng clip bên các bạn xem rồi đó, trộn với lại cắm chim thôi. Mình câu bằng lăng xê, đơn giản như vậy thôi. Có nhiều bạn đã thắc mắc rằng tại sao câu cá mè không câu bằng kiểu T mà câu bằng lăng xê, mà trong khi đó câu lăng xê gắn hạt xốp nữa. Mà sao không? Đó là để cho các bạn dính cá rồi, khỏi cần giật. Các bạn gồng chơi tay đôi với nó luôn, cứ dỡ cá lên bờ luôn, không chảy, dính rất là nhiều lửa với người đó. Bạn thử đi, các bạn sẽ biết được cái cách câu cá mè bằng con xe nó hiệu quả mức độ như thế nào. Rồi các bạn hãy quay lại nói mình sau cho các bạn. Ok, bây giờ mình sẽ bắt đầu câu, và nếu mà cá nó có ăn mình sẽ ghi lại những hình ảnh đẹp nhất để gửi tặng đến cho các bạn nha. Ok. Quất bạn. Sao bạn? Khủng lắm. Nó lôi chạy ghê lắm mà. Ghê vậy? Bên hàng các bạn ơi. Khủng ơi. Con này to bạn. To hả? Con này to. Trời. Ghê vậy? Hàng khủng rồi các bạn ơi. Mình đang ngồi mình thấy cái cần nó chạy xuống mà. Ghê vậy? Nó kéo con luôn các bạn ơi. Bự lắm bạn ơi. Trời. Hàng Hữu kéo con cần nè. Cầm em mới được. Nè. Đã chưa nè? Trời ơi, con cân nè. Cảm giác gì á? Hàng 4 bạn. Có à bạn ơi. Con này hàng 4, hàng 5 bạn ơi. Hả? Hàng 4, hàng 5 á. Hàng bạn ơi. Hôm nay gặp hàng không là quá vui các bạn ơi. Bạn thấy cái cân mình là mấy bạn hiểu rồi đó. Ừ, công như chó o luôn kìa. Nè. Trời ơi, cái công kìa. Ôi, ba cái phao luôn rồi các bạn ơi. Không sao. Ê, né cái bùa cỏ ra. Dưới bùa cỏ nó hơi thốn đó nha. Không được vui đâu. Bùa cỏ chết hay gì? Trời. Cá to. Kéo qua đây bạn, chạy qua đây bạn. Không sao đâu, nó vô rồi, nó vô rồi. Quay. Ờ. Hàng khủng các bạn ơi. Trời. Hàng 4. Ok. To kìa. Sao quá. Bây giờ dở gì lỡ lên cá đâu phải lội chứ sao vậy? Ừ. Coi chừng cái bóp kìa, nó ướt. Rồi, tầm đó được rồi. Bự bạn ơi. Cỡ 2 kg. 2 kg hả? Được rồi. Vô. Rồi, kéo vô. Ê. Này. Lăng xê mà cá mè câu lăng xê mà. Nói chung là bao sảy á. Bao sảy luôn. Bao chơi tay đôi với cá. Quá vui các bạn ơi.
hôm nay gặp toàn hàng khủng các bạn ơi. Trời, lấy con cá lên thôi, còn cái kia mình lo. Cái kia mình tính sau các bạn ơi. Ôm cá lên cho anh em xem cá đã. Còn cái chuyện mà nó có rối hay gì không thì anh em mình sẽ tính sau. Không quan trọng, quan trọng cá trước rồi đã. Anh em vui là được. Bây giờ coi như là một nùi rồi các bạn ơi. Trời ơi, hàng hai các bạn ơi. Ủa, con cá kìa. Con vợt. Gần bằng các bạn ơi. Gần bằng con đầu tiên các bạn ơi. Con này chắc 2 kg 2 kg rưỡi. Thủ đâu? Rồi, cho em lên trực tiếp đi. Anh giờ anh để phát. Hôm nay cho anh em nó bưng cá lên các bạn ơi. Trời ơi, to kìa. Đây. Con này 2 kg 3 kg 4. Ai? Nè. Đã chưa nào? Cầu thủ nè. Ok chưa? Đây, cầu thủ đây các bạn ơi. Cầu thủ dưới. Thủ đây nè. Một đôi luôn kìa. Đó. Làm em nó ảnh tao ảnh coi. Từ nha. Ồ, xuống. Cửa tôi lên. 1, 2, 3. Cắt cỡ xuống chưa. Cho vỏ. Quất luôn cần kia của mình rồi. Hey. Bạn ơi, con vỏ này mới to nè bạn ơi. Ừ. Con vỏ này cho 3 kg á. Hey. Con cái vỏ này. Ô, thấy chưa? Thấy hai con liền khác nhau chưa nè? Khác liền. Thấy chưa? Ngắn con dài. Con này con cái này, con này bữa gì? Cái em đó. Con này 2,5 kg nè, con kia cho 3 kg. Không, cái này mình về mình kháo nó mình mới biết. Biết được cái mình chưa biết, mình chưa biết. Ok các rồi. Bạn nha, có cá anh em sẽ review tiếp. Cái này chúng mình 6 kg các bạn. Ghê vậy. Trời, hàng khủng không mà. Lên cá các bạn ơi. Hàng đầu tiên. Đang nhiều phao ở kia các bạn. Hàng mè đầu tiên các bạn ơi. Ừ. Mà không biết to nhỏ thôi. Chắc mày nhỏ coi các bạn ơi. Có không bạn? Nhẹ nhẹ hả? Nhỏ các bạn ơi. Có không vậy? Chống sảy ta. Có không? Ờ có kìa. Cá xíu vậy. Ôi bò. Cá mới đẻ các bạn. Cá này nó mới làm giấy khai sinh nè. Nói chung là nó mới biết ăn các bạn ơi. Cá này nó mới biết ăn thôi. Con này làm gì các bạn? Bỏ đi, bỏ. Thả ơi. Ồ, ngày nay ngày gì các bạn? Ngày hôm nay là ngày phóng sinh cá. Ngày hôm nay là ngày phóng sinh cá thôi, kệ phóng sinh luôn nha các bạn. Phóng sinh các bạn ơi. Rồi, ok, phóng sinh nó luôn đi. Thả bên kia cho nó bơi dễ. Nói chung ra mình nuôi cho nó lớn rồi mình bắt. Nuôi cho lớn các bạn ơi, cá nhỏ các bạn ơi. Rồi. Hôm nay cá nhỏ anh em mình sẽ phóng sinh. Và cá nào trên cái anh em mình bắt nha các bạn. Ok. Đây các bạn ơi, anh em mình đang chuẩn bị ăn cơm các bạn ơi. Vẫn ăn cái món cũ đây. Bữa món cũ tối anh em mình ăn đây. Đây. Các bạn thấy ngon không? Đó. Cái này là gà nướng hay gà nướng gà chiên gì đó. Chế tương ớt vô chứ giờ là nước mắm tương ớt siêu cay. Đó, anh em mình ăn cơm buổi chiều chứ không buổi trưa nữa. Bây giờ cũng 2 giờ rưỡi rồi. Đây, con thành viên cũ đây, sắc nét chưa? Đó, anh em mình ra đây ăn cơm nha. Đây. Mời các bạn ăn cơm nha. Đó, mời các bạn ăn cơm này. Anh em mình ăn cơm xong, anh em mình sẽ chiến tiếp. Đó, hy vọng chiều lên con Hugo để chia sẻ lên cho các bạn xem nha. Nói chung Hugo thì có rồi, nhưng mà muốn Hugo to hơn nữa. Đúng rồi, muốn Hugo cho nó khoảng chừng vài ký rồi đó. Lên clip cho anh em xem cho nó có vui. Ok nha. Bây giờ anh em mình sẽ ăn cơm nha các bạn. Ăn cơm xong anh em mình sẽ câu tiếp nha. Anh em coi tới 5-6 giờ để anh em mình về. Đó, thành quả anh em mình sẽ các bạn sẽ biết được các bạn. Ok các bạn nha. Lên cá các bạn ơi. Mới dục qua mất phao rồi. Dục ngay chìm ngay cái miệng nó luôn à. Trời. Bò anh em ơi. Bò hả? Bò. Rồi thôi, không cần. Bò này hơi khủng nghe anh em. Không cần các bạn ơi. Kìa. Nặng vậy? Hả? Nặng cũng không? Ủa
Trời trời. Qua đây chạy qua đây coi. Qua đây qua đây qua đây qua đây qua đây. Lái qua đây. Nhanh lên nhanh lên. Lên lên lên. Để coi chừng nó bị tụt. Nó chạy qua cái phao kia là buồn lắm chứ. Trời ơi, hai phao rồi. Quay ra quay đây em. Quay cần người lên em. Ghê vậy. Trời. Khủng các bạn ơi. Khủng con lẹ em ơi. Thằng khủng ơi. Bò khủng ăn ơi. Ôi, muốn quăng ra chưa đầy được một phút một hai phút nữa. Mất phao rồi. Bò này. Bự các bạn. Từ từ lo vô em đừng có giật phao. Từ từ. Em lo theo anh em đừng có giật phao. Từ các bạn ơi kìa. Hai phao kìa. Để mình cầm giật cho. Được không? Được. Bò khủng các bạn ơi. Trời quăng ra chưa gì đâu, bên mất phao rồi. Hàng lớn các bạn ơi. Sao bạn? Thấy mặt con cá chưa bạn? Bự mà dễ gì thấy mặt nó. Trời. Trời ơi, có bò kìa. Ôi. Bò này hàng 2, hàng 3 á. Trời, hàng 3. Trời ơi, to kìa. Nhanh, từ. Hàng 4 luôn á. Trời, từ ấy. Em. Trời, các bạn ơi, nhìn nè. Trời ơi. Đây. Nè. Ê, mà không xảy đâu, cứ từ. Không xảy được đâu. Nó đóng ép trên 2 cái lượt luôn rồi. Hàng 4 các bạn ơi. Hàng 3, hàng 4 các bạn ơi. Từ từ. Hàng lớn từ các bạn ơi. Trời ơi, trời con cá kìa. Phê các bạn ơi, trời ơi to. Ê. Trời ơi, mới quăng ra trời mà. Quăng ra mà thả cần xuống mà. Chi hết mà. Quăng ngay miệng luôn rồi. Lên. Trời ơi, con cá nó bự. Quá khủng các bạn ơi. Con này 2,5 cái. Con này là bự nhất. Quá phê bạn ơi. Mình quăng ra ngoài kia chắc cỡ 700 mét á. Quăng dữ lắm. Mới quăng cái đợp xuống luôn. Mới quăng luôn, chưa hết mà. Quăng mới vừa bỏ đi vô luôn. Ừ. Mình thấy cái phao tự nhiên nhìn ra thấy cái phao mất rồi. Mình nói ủa chắc chì nó đè hay gì các bạn ơi. Cần thủ kéo cá thở. Hụt. Quá phê bạn ơi. Đây. Cảm em. Ừ. Ok. Cái cá nha các bạn. Con này mấy ký các bạn? 2,5 kg. Không, cái này là phải đưa cho cần thủ chứ. Cần thủ coi đúng rồi. Cần thủ coi. Đúng rồi. Đánh cá nha các bạn. Ok. À. Nó tầm mấy 2,5 kg các bạn. Con này 2,5 kg 3 ký á. Đã chưa nè. Trời trời, quá phê các bạn ơi. Đó, mình nhìn thấy cái đầu này là mình thèm cái nồi canh chua các bạn. Canh chua cá mè bò. Nhiều bạn không biết ăn, nghĩ nó tanh nhưng mà làm sạch nấu cái chua ăn hơi bị ngon các bạn. Nó ngon hơn là cá mè trắng. Cái đầu ngon lắm. Ăn béo lắm các bạn này. Đúng rồi. Rồi trời gì nữa. Giờ nghe em lấy vỏ lên kìa. Lấy vỏ lên cho vô rồi xuống căn tép với cá vô rồi. Bạn có dây đúng không? Dây mình hả? Ừ. Bỏ nhà luôn rồi. Trời ơi, buồn thiệt chứ. Buồn gì đâu buồn. Quên. Quên. Đã mình làm gấp đặng mình chạy không mà mình không còn nhớ gì hết. Ừ. Tới ngày chủ nhật là mình không còn nhớ gì các bạn ơi. Chỉ còn nhớ cái chuyện đi câu thôi. Đúng rồi. Bởi vậy là cái kênh của mình là có cái tựa đề là đam mê câu cá các bạn. Đúng rồi đó. Đam mê câu cá là chính. Câu cá là cái tới chủ nhật là tự nhiên kê. Nó chịu không nổi vậy. Còn thổ sau những giây phút kéo cá khủng nên giờ nó biết bao nhiêu chuyện để nói. Biết bao nhiêu chuyện để nói. Mà lên rồi nói chuyện không hết các bạn ơi. Quá phê. Phê các bạn ơi. Nên nói chung là bao gồm là chỉ một chữ thôi. Phê. Phê. Ê, thôi chưa té. Thấy cá mừng quá. Ok các bạn nha. Có cá ở đây mình sẽ review tiếp. Đây các bạn. Thì đây là thành quả mình đã test với lại anh Phan hâm mộ của mình với lại thằng bạn của mình. Đó. Đây là thành quả của bài mồi khoai lang ủ chua nha. Đó. Thì hôm nay không có được nhiều. Chủ yếu là mình bắt hai con cá mè bò khủng thôi nè, thấy không? Hai con cá mè khủng này mình nói không trên dưới 5 kg. 5 kg nữa là ít. Rất là nặng các bạn ơi. Nè, trời ơi nặng nè. Đây nè. Đó, thấy không? Đây là thành quả của bài mồi khoai lang của chua đây. Hai con cá mè khủng. Đó, đã chưa các bạn? Trời. Bạn xem hai con cá mè đã chưa nè. Ủa nó to nè. Cảm giác thiệt chứ. Đã chưa? Con này cho 3 kg á, con này 2,5 kg. Đó. Hai con 5,5 kg. Xịt. Nặng.
tai nặng nè. Ok các bạn nha. Các bạn xem video nếu hay hãy nhớ cho mình xin một like và đừng quên đăng ký kênh và chia sẻ video này với tất cả mọi người cùng xem nha các bạn. Giúp kênh của mình càng ngày phát triển nha. Rồi bây giờ anh em sẽ chào và hẹn lại các bạn nha. Đây. Chào các bạn nha. Đây. Các bạn nha. Và hẹn lại các bạn lần sau nha các bạn. Ok.